Kaya nghệ thuật hàng đêm tại sân khấu Vinet Công viên Biển Đông ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Ngọc Nam xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta không chỉ được thưởng thức những tiết mục ca nhạc đặc sắc đến từ những ban nhạc ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, mà quý vị còn được tham gia vào những trò chơi vô cùng vui nhộn và nhận được những phần quà hết sức hấp dẫn từ tài trợ BNF. Ngoài ra, mỗi nước uống quý vị mua tại quầy của chúng tôi, quý vị được tham gia vào chương trình bốc thăm quà tặng. Vì vậy, đừng vội về sớm mà hãy nán lại lúc cuối của chương trình để có thể thử vận may của mình nhé. Và những vị khách đang có mặt ở phía bên ngoài, chúng ta hãy nhanh chân chọn cho mình một chỗ ngồi phía trước sân khấu để cùng theo dõi chương trình của chúng tôi một cách dễ dàng và thoải mái hơn với giá cũng chỉ từ 25.000 đồng. Và để mở đầu chương trình ca nhạc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc hết sức sôi động của nữ ca sĩ Đông Nhi. Tiếp theo chúng ta sẽ được gặp gỡ một chàng ca sĩ hết sức là nổi tiếng với ca khúc Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Nói đến đây thì quý vị đã biết ca sĩ này là ai rồi đúng không ạ? Vâng, một chàng lên dành cho nữ nam ca sĩ Sơn Tùng MTV. Và Sơn Tùng, anh có thể nán lại một chút ở sân khấu để có thể giao lưu cùng với quý vị khán giả không ạ? Cảm ơn Sơn Tùng đã dành thời gian cho chúng tôi. Và tôi vừa thấy là Sơn Tùng vừa hát vừa nhảy rất là mệt, và không biết là anh có cảm thấy mệt không ạ? Có, rất là mệt. Nhưng mà có sự ủng hộ rất nhiều của các bạn hâm mộ đây thì Sơn Tùng không hề mệt cả. Các bạn ơi! Rất tuyệt vời. Vâng, đúng như vậy, chính nhờ sự cổ vũ nhiệt tình cùng những chào tay của quý vị khán giả làm cho những anh em nghệ sĩ chúng tôi có tiếp thêm một động lực và giúp cho chúng tôi thăng hoa hơn và mang đến cho quý vị những phần trình diễn tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Và cảm ơn Sơn Tùng. Tôi để ý thấy là Sơn Tùng có một phong cách trang điểm rất là lạ trên đây. Không biết là đây có phải một xu hướng make up mới không ạ? Chỗ này đúng không? Đây là Tha thu. Có một từ tiếng Anh phát âm cực chuẩn. Từ này nó rất là nhiều ý nghĩa luôn. Tha thu có nghĩa là một cái mùa thu mà Sơn Tùng gặp cô ai, một cô gái chỉ có một cái tình cảm hết sức đặc biệt, và mình muốn lưu cái tình cảm ấy mãi, đưa vào cái sáng tác của mình. Rồi, sáng tác đó thì tôi nghĩ là anh sẽ sáng tác một bài hát rất là hay đúng không ạ? Đúng rồi, đó là mùa đông năm ấy. Sau mùa thu đến tới mùa đông năm ấy. Vâng, mùa đông thì cũng sắp đến rồi và mong rằng anh sẽ có một ca khúc về mùa đông. Và tạm gác lại về vấn đề mùa và thời trang thì không biết là sắp tới thì Sơn Tùng có dự định gì đó trong nhạc không ạ? Sắp tới thì cũng như các ca sĩ khác thì cái ca khúc đầu tiên của mình là mùa đông năm ấy, phải không hả? Hát nhiều quá mình bị quen lắm, hình như là cơn mưa ngang qua. Vâng, nói về ca khúc về mưa thì Sơn Tùng của chúng ta sẽ đã có rất là nhiều ca khúc về mưa đúng không ạ? Sắp tới thì mình sẽ không chuyển đề tài mưa nữa, mình sẽ chuyển qua nắng xa dần. Mình sẽ có một album đầy đủ các loại thời tiết luôn. Vâng, và cho dù Sơn Tùng chúng ta có ra album về thời tiết nào đi chăng nữa thì tôi tin chắc rằng các bạn khán giả hâm mộ và đặc biệt bạn Sky sẽ luôn ủng hộ cho Sơn Tùng đúng không ạ? Sơn Tùng cũng có một cái thông tin, một cái bất mỹ xin nói với quý vị luôn, là sắp tới Sơn Tùng sẽ có một cái MV. MV này hết sức đặc biệt. Sơn Tùng sẽ quay với Mỹ Tâm nè, Đào Vĩnh Hưng nè, Dế Linh nè, Cát Khánh Ly nữa. Vâng, bao gồm đầy đủ các ca sĩ của Việt Nam. Vâng, và tôi nghĩ rằng những bí mật đó chúng ta đừng nên bật mí nhiều, mà hãy để sản phẩm đó được quý vị hấp dẫn hơn đúng không ạ? Và chúng ta chỉ tiết lộ thế là đủ quá đủ rồi. Và chúng tôi cũng cảm ơn Sơn Tùng đã chia sẻ. Xin chúc anh sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn. Chào các bạn. Vâng, quý vị, vừa rồi chúng ta
tôi được giao lưu với nam ca sĩ Sơn Tùng Anh và hiểu thêm đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp và sắp tới của anh. Và để thay đổi cuộc chiến trường hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một trò chơi hết sức thú vị. Và có ai muốn tham gia trò chơi của chúng tôi không? Vâng, trò chơi ngày hôm nay rất là dễ chơi, dễ trúng thưởng. Chơi thua không được thưởng và ai không chơi thì không được thưởng ạ. Và ngay bây giờ xin mời những cánh tay ra đây. Vâng, có rất là nhiều cánh tay và tôi xin được ưu tiên cho một em gái rất là xinh đẹp. Xin mời em. Vâng, xin mời bạn về cái điều kiện. Vâng, xin mời anh. Vâng, xin mời trợ lý giúp tôi mang dụng cụ lên sân khấu. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui vì đã được gặp ba bạn ngày hôm nay đã rất nhiệt tình tham gia trò chơi của chúng tôi. Một tràng lời dành cho ba người chơi ngày hôm nay. Và xin chào tất cả mọi người. Xin mời tất cả mọi người hãy giới thiệu đôi nét để bản thân mình cho quý vị khán giả có thể hiểu thêm về mình không ạ? Xin được kính chào quý vị và những bạn cũng như là quý vị khán giả có mặt tại ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tên là Vinh, họ tên đầy đủ là Đặng Thanh Vinh. Thì Vinh là một MC ở khóa 09 và ngày hôm nay rất là vui khi là lên đây để mà tham dự buổi lễ thứ ba, gọi là lễ khai giảng cùng của những MC khóa 11. Rất là vui và chúc cho chương trình này thật là thành công. Cảm ơn. Tôi xin cảm ơn anh Vinh và xin tiếp theo các bạn hãy giới thiệu bản thân mình. Vâng, sự cố vừa rồi là âm thanh chúng ta đã mất nhưng mà âm lượng của tôi có đủ cho các bạn có thể nghe không ạ? Không. Tôi nói và các bạn trả lời thì tôi tin chắc là các bạn đã nghe được thấy câu hỏi của tôi. Và chúng ta sẽ không cần dùng mic nữa mà chúng ta sẽ nói với các bạn khi nào chuyển mic lên. Tôi đã nghe thấy tín hiệu mic và chúng ta sẽ sử dụng mic. Và bạn hãy giới thiệu đôi nét để bản thân mình được không ạ? Chào tất cả các bạn, mình tên là Xuân Lộc, tên họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Lộc. Mình là một học viên trong khóa MC 11 và vì lý do sức khỏe nên thành ra là mình không có tham gia được cái khóa thi ngày hôm nay. Và hôm nay mình cũng tranh thủ lên đây để cổ vũ cho tất cả các bạn và hy vọng là cái chương trình và cuộc thi của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp hơn nữa chúc tất cả các bạn. Và mình nghĩ là cho cái khóa MC 12 mình sẽ không bỏ xa các bạn, mình sẽ đi theo tất cả các bạn. Chào, cảm ơn. Vâng, tiếp theo là một cô bé rất là xinh đẹp như một nàng công chúa. Và không biết hôm nay là em đến đây cùng với ai? Nhà đi một mình. Đi một mình, đây là nàng công chúa làm trong rừng phải không ạ? Cô giáo xinh đẹp này đi một mình, coi chữ được coi chuẩn bị xói ăn thịt đấy. Và không biết là em là cô bé xinh đẹp này tên là gì nhỉ? Dạ, em tên là Phan Nguyễn Anh Thư, em học lớp 8 trường Tây Sơn. Vâng, xin chào Thư và chúc Thư sẽ giành phần thắng trong trường ngày hôm nay. Vâng, trò chơi ngày nay của chúng ta có tên gọi là chiếc ghế cuối cùng. Luật chơi như sau: khi nhạc bật lên thì các bạn sẽ đi vòng quanh những chiếc ghế và vừa đi vừa nhảy. Và khi nào nhạc dừng lại thì chúng ta phải tìm ngay cho mình một chiếc ghế để ngồi. Chúng ta chỉ có 2 chiếc ghế nhưng có tới 3 người chơi. Vì vậy ai không ngồi được trên chiếc ghế thì sẽ là người thua cuộc. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa? Rồi. Các bạn đã sẵn sàng và xin mời quý vị khán giả hãy cho một tràng tay thật lớn để cổ vũ chất tinh thần cho 3 người chơi ngày hôm nay. Vâng, xin mời các bạn vào vị trí đứng vòng quanh những chiếc ghế. Và trước khi bắt đầu trò chơi ngày hôm nay thì tôi có một câu hỏi nhỏ nhỏ, đó là theo bạn thì khi chúng ta nhảy thì bộ phận nào trên cơ thể chúng ta sẽ rung nhiều nhất? Khi mình nhảy thì chắc là mông sẽ rung nhiều nhất. Vâng, theo quan điểm của ngày thì đó là mông vòng 3 đúng không ạ? Nó một cách như vậy. Và còn là xin chào bạn, theo em thì em nghĩ là bộ phận nào trên cơ thể chúng ta sẽ rung nhiều nhất? Em thấy tất cả đều rung. Vâng, tất cả body của bạn ấy đã giúp con gà. Câu trả lời của bạn là gì? Mình nghĩ chắc là mỡ. Vâng, tôi thấy cây gòn này thì tôi nghĩ là chỉ là xương của bạn giúp. Vâng, và xin mời âm nhạc bắt đầu. Chơi tí máy bị đơ rồi. Vâng, chúng tôi vừa nhận được tín hiệu từ kỹ thuật âm thanh là máy bị đơ. Nhưng mà trước khi bắt đầu trò chơi thì chúng ta hãy giao lưu một chút trong lúc đợi xử lý tình huống. Bạn cảm thấy hồi hộp khi bắt đầu trò chơi ngày hôm nay không? Bạn có tin là mình sẽ được chiến thắng không? Vì tôi thấy bạn là lợi thế là một chàng trai rất là nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Chắc là ngày hôm nay lúc nãy lên rất là rung, nhưng bây giờ lên rất rung rồi. Bởi vì ngày hôm nay được đứng bên cạnh hai người đẹp. Và mình là phái nam nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ không có nhiều nha. Còn nữ đẹp bởi vì ngoài thì có một cái thôi. Và nhất cự ly nhìn tốc độ chưa chắc rằng anh nào của chúng ta đã thắng hai quả trứng hôm nay. Và âm nhạc bắt đầu, xin mời các bạn hãy bắt đầu trò chơi ngày hôm nay.
ơn anh đã đến tham gia trò chuyện của tôi. Và xin mời anh Thanh Hai đi ra lại sân khấu để chúng tôi sẽ có một phần quà dành cho anh. Như lúc đầu tôi đã nói là chơi thua không được thưởng phải không? Và chúng ta chỉ còn lại hai người chơi. Xin mời các bạn hãy đứng lên ạ. Và chúng ta chỉ còn lại một chiếc ghế. Và các bạn đã sẵn sàng để đến với vòng chung kết và trò chơi chiếc ghế cuối cùng chưa? Vâng, người chơi vừa là sẵn sàng. Một trang bay để vòng chung kết của trò chơi chiếc ghế cuối cùng được bên bắt đầu. Cho ba người chơi ngày hôm nay. Vâng, cảm giác của em thế nào khi đã là người nhỏ tuổi nhất như đã giành giải nhất ngày hôm nay? Em rất vui ạ, đầu năm chị cho em phần thắng. Không phải em chị nhường đâu, bởi vì là em nhanh hơn các chị thôi. Và chúng tôi có một phần quà dành cho ba người chơi. Xin cảm ơn bạn, chúc mừng bạn. Và chúc mừng em, phần quà rất là nặng, hàng dễ vỡ, rất là nhẹ nhàng. Vâng, một trang này dành cho ba người chơi ngày hôm nay ạ. Quý vị, trò chơi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc nghệ thuật hàng đêm tại sân khấu BS Công viên Biển Đông hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị vào mỗi thứ hai đến chủ nhật hàng tuần. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Media, thăng hoa giá trị thương hiệu của bạn.